Hello, xin chào các bạn. Nay mình quay cây mini mà của mình nó cho bông rồi các bạn. Nó bệnh nhưng vẫn cho bông. Không, các bạn thấy không? Cây Vĩnh Lợi là vậy đó các bạn. Đây nè, bông nè. Các bạn thấy không? Bông quá trời bông luôn, nó ra mấy cái đọt, đọt non, nó ra đọt non là nó ra bông luôn. Nó ngay ngón tay mình nè, các bạn thấy. Nó bông nè. Quay hết cái cây này cho các bạn xem. Nó vừa có bông mà vừa có trái nữa các bạn. Này, trái chim nó ăn hết rồi. Đó. Các bạn thấy bông không? Nó che một chút này nè. Đó, bông. Nhưng mà cái nhánh, mấy cái nhánh vàng vàng này nó chưa có bông nha các bạn. Chừng nào nó ra đọt non mới có bông. Đó, nó ra nè. Cái cây này ngon lắm, cây này ra đọt non là có bông. Mỗi cây hải châu nó đặc tính nó khác nhau nha các bạn. Nhưng cái chùm trái này nè, nó có trái nè. Thấy không? Nó bị xì vậy chứ nó cũng cố gắng cho bông. Đây, bông nè. Đó, bông. Bạn thấy không? Bông nè, đó, bông ngón tay mình nè. Cái chùm bông này nó có cho trái. Ở trong này thì trái chín nó chim nó ăn hết rồi các bạn. Đó, cái chùm trái này mình để ngón tay vô nữa các bạn thấy chùm trái nè. Đó. Bông này, bông nó sụ xuống nó vẫn có bông theo các bạn không? Nó đi xuống nó vẫn có bông nè. Đó. Nói chung là cây này á, trước giờ á nó bệnh các bạn. Bị hư dàn rễ. Nhưng mà hư rễ á với là với lý do là mình vô phân các bạn. Nó làm phát phân. Giờ nó tỉnh lợi rồi. Nó cho lá non là sung lại rồi, thấy không? Đó, quay các bạn nó cái nhánh cái xíu mà nó đi xuống cũng có bông, thấy không? Trái nè, trái nó hàng hà đây, trái nè. Đó, trái, trái nè, lớp chín lớp chim nè, đó. Cái này á thì mình đem vô nhà để cho nó được rồi mình để ngoài nắng các bạn. Đó, nó có bông. Mình dời vô đây rồi lấy cái đôn kia mình thế cây khác mình chưa bưng ra, chưa kịp bưng ra đó. Những cái cây mà đây, những cây mình lá đẹp rồi các bạn đó. Còn riêng cái cây này để mình quay lại các bạn coi bông không biết chừng nào nó rụng này đó, nó bị dập dùi đó. Còn cây này chuẩn bị cho ra bông nè các bạn, ra đọt non là nó khẳng lại là có bông á. Các bạn thấy không, cây to nhất trong vườn mình nè, quanh bốn mấy nữa nè. Đó. Chuẩn bị nó ra đoạn nãy là nó ra bông ra qua cây mình được rồi, mình đẩy xe đẩy ra để vô các bạn. Đó, này ra lọc lọc xanh nha. Cây hải châu nó có hai cái đặc tính nha các bạn, một cái ra đọt xanh, một cái ra đọt đỏ. Này đọt xanh nè các bạn thấy không, chứ không phải cây nào cũng phải đọt xanh hết. Còn cây này rồi mình phơi nắng đó nè các bạn, nó cho bông nè. Cây này nó cũng còn yếu các bạn, chứ không phải như người ta. Còn yếu lý do là nó mình bẻ vậy được các bạn. Mình chăm sóc nó không kỹ, mình nhiều quá chăm sóc nó không kỹ. Thì nó đâm ra cái chỗ nó hiệu quả không có các bạn. Nói chung cái gì cũng vậy, con người cũng vậy. Sống mà mình không chăm sóc kỹ thì mình cũng dễ bị mắc bệnh. Đó. Bông này các bạn thấy không? Cây này thì nó cũng đang cho qua cho bông, nhưng mà cây này cây mới các bạn đó. Mình thế mình khoái những cái cây các bạn, trong các loại cây mình thích những cái cây dáng vậy nè, nó lên vậy có một tàn lá xuống còn cái đọt mình bẻ riêng ra đó. Những cái cây này là mình thích nhất trong cái loại mẫu cây đây. Nó lên vậy nè, nó có một cái tàn lá này xuống đó, tàn lá nè xuống. Những cây mini nè, cây mini nè các bạn. Đó, cây mini rất là đẹp. Mấy cây lát mình thay chậu các bạn. Thay chậu. Cây ở eo gió nè. Cây tàn rin. Đó, qua sáng mơ review sơ các bạn. Những cây mà mình sửa ngày hôm qua nha các bạn. Hôm qua là mà kia là mình có quay clip trước cho các bạn coi á. Những cái tàn này mình sẽ sửa lại hết. Cái này đọt đỏ nè các bạn. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Cái lọc nó lên màu đỏ. Mình kêu cái đọt đỏ là miền Nam mình kêu cái đọt đó, còn cái miền Bắc thì kêu cái lọc nó màu đỏ. Cái giống nha các bạn. Cái giống đỏ là đỏ, cái giống xanh là xanh. Nãy cái xanh nãy mình mới review qua cho các bạn xem à. Xanh là xanh, đỏ đỏ à. Nó vậy đó. Chứ không có cây nào giống cây nào. Đó, như cây này đỏ là đỏ nè. Thấy không? Cây này trồng hột lên nè các bạn. Nè. Mình trồng hột lên nè các bạn.
những cây này nhỏ nhỏ mini mình cũng làm để trong này giao lưu cho anh em chơi. Nhưng mà cái giai đoạn này chưa các bạn, nó còn quá non nớt, mới sửa mới chỉnh lại, nó không có thành công đâu các bạn. Các bạn khi nuôi về bạn không biết, không kỹ được á, bỏ nhiều khi nó chết của cái cây. Tiền kiếm được chứ cái cây nhiều khi chết, tôi nói vậy là các bạn đúng không? Chứ cái tiền các bạn có thể làm bữa nay không có, ngày mai có, nhưng mà cây nó chết rồi không thể mà tìm lợi được cái cây mà yêu thích. Đó, hai cây này bẻ thế bay mà lắc lượng cái thân giống nhau nè. Bạn thấy cái thân này mình không có quấn kẽm này thì nó tự nó lắc dày, còn ở dưới mình cũng phải lắc theo nó. Nó vậy nè, cây bay, cái dáng nó bay bay lù lù, chưa có sao chơi vậy, kiển mà thiên nhiên nó tạo tác đó. Còn riêng bây giờ là những cái cây mà người ta là trồng từ cái hạt lên các bạn, rồi ta làm rễ là con người tạo tác lên thì nó khác rồi đi. Đó, ở miền Tây Linh Sam, ở Sam núi các bạn, người ta làm vậy hay, rất hay các bạn. Cây 100 cây giống đủ 100 cây là người ta nuôi rồi ta làm bẻ cái thế là y chang luôn, hai cây cũng như có đồng dạng với nhau các bạn, kích thước thì kia nọ y chang đó. Thì cái đó là tạo tác của con người mà mấy cây linh, cây sâm núi các bạn, sâm trái ở dưới miền Tây á ta trồng đó. Riêng mấy cây đây mình chỉ khai thác về rừng thôi, toàn bộ những cây hải châu này đó khai thác ở rừng nha các bạn, chứ không có trồng nha, trồng không có nổi đâu đó, khai thác rừng hết, bẻ lóng mẳng này các bạn thấy không đó. Khai thác rừng hết, những cây này là cây đều khai thác ở rừng hết các bạn. Những cây như giả sử cây này nó to rồi các bạn, to quá mình không thể vô kẽm bẻ nổi, chứ qua mình hết kẽm các bạn đó, vô kẽm nổi mình chờ cái thế phong cao, nhưng cũng trong kiển nó cũng có thế này các bạn. Rồi trên này tàn lá xuống, nói chung là chơi cái này là phong tranh này, đó, thấy không đó, thấy phong tranh thẳng lên có tàn lá xuống đó. Những cây nó đang cho qua các bạn nè, qua nè, trái nè. Ở vườn mình nha các bạn, mình bảo đảm luôn quanh năm chứ không có khi nào mà hết trái. Đây, trái đây, cây này nó vẫn cho trái mà mình để về mưa các bạn. Mưa nó bị dập, trái nó yếu, thấy không? Đó, trái nè, chuẩn bị nó chín mình dỡ ra. Cây lâu chín thiệt chưa? Nửa tháng nay mà nó vẫn vậy luôn các bạn, nó không chín, nó vàng vàng nằm gì hoài nè, nó vậy nó mới đẹp các bạn. Còn dạng mà nó chín không, nó mọc xong rồi giờ có 3 tuần 2 tuần là nó chín nó rụng hết là cây đó không đạt, không đẹp, cái giống không đẹp. Cái giống này là cái giống ở núi Tình Lan gần cái biển mà ngay có mấy cái voi nó vô á, người ta quay phim đó các bạn, nó núi Tình Lan là nó gần để ghi gì đó, đó. Ha. Biển Đề Ghi á, núi Tình Lan đó. Nó ở biển nha, gành biển nha, chứ không phải cái giống này nó nằm ở trên núi cao nha các bạn. Nó gành biển đây, cây hôm qua mình có quay clip ngắn cho các bạn xem á, mình đã sửa lại hết. Đây là một cái cây đó cũng nổi gành biển đây, thấy không, sửa lại cho các bạn xem đó. Những cây này ở núi Tình Lan các bạn, nó vẫn có trái tim này các bạn thấy không? Không, nhưng mà nó hơi dài, nó khoác cái lá dính lợi là lá dính lợi gì phim tròn đó. Mình quay lại review lại những cái đặc điểm đặc chủng những cái cây mà nó dùng miền khác nhau nha các bạn đó. Để các bạn xem đây, những cây lá dính lợi, lá tròn quay mà này ra bông nè các bạn nè, thấy không, chỉ tay vô nè các bạn, ra bông nè, chuẩn bị ra bông nè, ra bông nè các bạn. Thấy chưa? Cái cây của mình nói đây là ở vùng miền. Đó, này ra trái xong, cái trái này chim nó ăn hết rồi. Đậu ra bông. Đó, gốc rất là to, rất là sung kìa các bạn. Nó ra tược rất là nhiều. Đó. Bữa nay là mình sẽ vô chậu cái cây này. Thay chậu. Đó, thay chậu cây này. Một số cây mini nhỏ nhỏ đây mình qua mình sửa nè các bạn. Đó. Sửa. Sửa bấm tàn sửa lại hết. Đó.
cây mini, cây này chưa dám sửa các bạn. Còn số cây nằm bên đây nè, nhỏ nhỏ, còn có cây hay cây nhỏ nhỏ nữa, mình sửa là mình phải tánh mình làm cho nó xong công việc đó, lát mình sẽ sửa những cây này đó. Những cái cây mà mình đã chuyển sửa các bạn thì cây nó còn động gốc các bạn, nên nó có chuyện giao lưu thì nó chưa được các bạn, tại vì mới sửa mình ship đi nữa, thành ra nó sợ nó hư uổng gì đó. Cây thì nó không phải cây nó tốt lành gì, cây nó không phải đẹp đẽ gì, nhưng mà chết uổng các bạn. Giờ nè, cái cây này bây giờ nó cho bông nè các bạn, trái nè, bông nè đó. Mình nói các bạn bữa cây mình có clip trước mình nói rồi, cây này cái lá vậy đó, tại nuôi nhiều biết, nhìn cái lá anh biết nó khằng khằng vậy là nó sẽ cho bông. Đâu qua nó các bạn thấy nè, bông nè. Nhưng mà cây này á, là từ ngày mình đem về các bạn, nó cho bông này là lần đầu tiên, lần thứ hai các bạn. Hồi đó cái nhánh này nè, cái này nó cho bông nè, cho qua nè, nhánh này nè, nhưng mấy nhánh này thì nó còn non, nó chưa cho. Cây này được rồi, đem về nó bị bệnh các bạn, bệnh chỉnh mới chỉnh cái tàn lại đó. Đây cái hậu quả của cái việc mà giờ mưa gió đó các bạn, nó rã rời luôn không nè. Nó đen đầu này kia nọ, nó chọi hư ráo, nhưng mà nó vẫn tiếp tục cho qua mới. Đây qua mới đây đó, qua mới. Cây này cây lá tròn đẹp trái tim mà nó cho qua mới, nó lác đác nè, ráng nó qua ra sao. Clip đến đây cũng dài các bạn, mình có review sơ cho các bạn buổi sáng thôi, bây giờ không biết quay cái gì hết. Ôi các bạn coi nè, cái cây trang nè, trang này trang rừng nè, rừng nó bình định nha các bạn đó. Mua kênh của Út Nguyễn nè, nói chung là Út Nguyễn thì cũng có bán cây, cũng có cây đẹp, cây đạt không đạt, nhưng mà cái tiền nào nấy các bạn ơi. Cây này nó mắc các bạn, bụi này nó mắc nè, bụi này mắc thì nó cho đẹp à. Cây nào cũng vậy các bạn, cứ nhớ đi, tiền nào của nấy. Những cái cây mình mua giỏi như thí dụ bụi này đi, mua chừng 200.000, 300.000 thì nó không được vậy. Nhưng bụi này mua gần 800.000 các bạn nè. Đó, thì nó ra vậy, thì mình nói các bạn cứ mua cứ an tâm đi. Nè, nó ra bông nè, bông từ cái nách lá luôn. Không tiền nào của nấy thôi. Mắc thì do rác, chủ sợ là sợ mình bị gạt thôi, còn cái chuyện người ta bán thật tình thì người ta nói cái giá đó thì mình chấp nhận mình mua. Nè, bông này các bạn thấy không? Nó nằm từ dưới nách lá nào cũng có bông hết đó. Bởi vậy mình nói cây này mình yêu thích cái cây này nè, nách lá nè bạn coi, dưới nách lá là nó ra bông luôn, trái nè đó. Các bạn cứ chơi trang, tôi nói thật luôn á các bạn, trang miền Tây chưa chắc gì qua trang này là người ta có bông rồi, sao nó có trái, bông nó từ nách lá nè, mình quay cho các bạn coi nè, này kỹ luôn nha. Đó, bạn thấy không? Đó, nách lá từ ở dưới nè. Đó. Nó từ dưới lên trên. Mỗi nách lá đều có hai chùm bông. Đó, thì cái bởi vì mình nói cái tiền nào của nấy là vậy. Nó cho những này nè, những này nè, nách lá nó cho bông lên nè. Thì mình nói các bạn đó, mình mua cây á mình không phải gì, nhưng mà nó đạt hiệu quả thì tiền bạc không có tiếc đâu. Còn cây mà các bạn mua mắc á, mua rẻ vậy, mua rẻ mà cái dạng không đạt hiệu quả, đây để cho mình coi luôn nè. Đây. Nè. Cây này gốc rất đẹp các bạn thấy không nè, gốc rất đẹp phải không, thấy chưa, đây gốc nè đó, hai gốc này rất là đẹp, để mình cho các bạn coi, mình không phải mình nói là mình mua nè. Đó, hai gốc nè, các bạn thấy không? Rất là đẹp. 350.000 gốc này. Cái dấu còn nè. Thấy chưa? Gốc này kêu mà gốc cái gì không biết, mình thấy đẹp quá, chơi kiển mà hỏi bạn, chơi kiển mà thấy gốc vậy mà không mua là làm sao cưỡng nổi. Thấy chưa? Thấy không? Đó. 350.000 quay cái xá luôn. Đó, mà các bạn thấy không? Chơi kiển mà nhìn cái gốc này mà sao chịu nổi. Đó, đây nè. Đó, đây gốc này các bạn. Chịu không nổi. Thôi giờ cái này thôi vô đóng gông đi. Thấy không? Để chi cho nó chặt đất. Gốc này cũng 350 nè, đó.
Gốc này nó không biết nhiêu đây, cũng chắc cũng 300-400 ngàn vậy đó. Vô luôn. Mình không khoái là mình diệt luôn không. Chai kiểu nó không phải ai cũng may mắn đâu các bạn. Nhiều khi mình mua mình không chọn lựa các bạn, dục hết đúng không hết. Đó các bạn. Thấy không? Đây dục đúng không rất là nhiều. Cây này nè, cây mai của mình nè, không, cây mai này á, là đó mình mua là cũng 10 mấy 20 triệu á, nè, mai tứ quý mà cạch tàn kéo lên vậy các bạn, mình cũng cho vô đúng không luôn, không, còn đây nữa, đây gốc nữa, gốc đó tại theo, mai trắng bạch mai nè, gốc nè, quỳnh 70-80 á, mua ngoài á, nè. Thôi, cho vô đúng không luôn. Biển mà ai nói không chết á, tùy á, thiệt cái người đó nó dốc đó các bạn. Biển chết chứ lắm. Chết là dấu. Thua không có dấu. Chết là bài học. Vậy thôi. Mình phải đưa cái bài học ra để cho người ta, anh em người ta ấy các bạn. Chứ mình giấu cái đó là thua. Đây gốc này các bạn. Gốc này bé cái tàn đi lên. Tàn đổ. Ôi, mỗi cảnh mỗi kiểu. Cây kiểu nó vậy các bạn, kiểu nó là lắc rất là khi nó vui khi nó buồn lẫn lộn nhau. Vui là cây mình mua đúng cây đạt chuẩn là chơi được, cây mua về nó không có giá trị mà không sống đó. Như cây này nè, cây mình mua ở ngoài ấy về mình bẻ nè các bạn đó. Thấy không? Cây mua cây Hảo Khánh Hòa về bẻ cho nó xuống sống không nữa. Rồi, cây eo gió. Eo gió này gốc mình rất là lớn. Đây. Mình nói cho các bạn coi sách nó cái trứng nè, đó, mình trồng đang có bông nè. Mà thấy không? Bông nè. Đó, nhưng bông lần đầu tiên nha các bạn. Cây lần đầu tiên cho qua cho bông nha. Để mình coi trái nó là sao. Gốc rất là to. To lắm. 43. Nhưng mà nói gì cái mình thả rừng luôn. Tại gốc rất là to. Nè bông nè các bạn. Đó, cho bông. Ở miền Nam mình thì lúc nào cũng có hoa có trái. Rồi cái clip đến đây cũng dài các bạn, mình kết thúc nha các bạn. Nói kết thúc hoài nhưng mà sao tật nhây. Mình cũng còn số cây con các bạn. Cây con này mình có giao lưu combo 100-250 ngàn, 17 cây là mình có bao ship toàn quốc nha các bạn. Nhưng mình bây giờ mấy cây giờ mình ship đi hết áo lẫn thưa nè các bạn, thấy không? Thưa đỉnh, thưa ráng này kia nọ. Đó. Còn mấy sọt nó cũng vậy nè. Rồi các bạn nào có yêu cầu thì Zalo mình ha. Rồi. Ok. Tiếp đến đây cũng tạm dừng các bạn. Cây Vĩnh Lợi là nói vậy đó, lúc nào cũng cho bông cho trái.